Indori lúc sáng. Thì có mấy bạn đó, có mấy bạn nói với mình là sau khi cập nhật xong thì thích vừa vào là ấn play, vậy thì bắt xe ra một lúc cấp 1. Như vậy là không phải. Đây là cách để các bạn vô lại cái thích cũ của mình. Còn phần login of web simulator gì đây thì không, mình không biết, mình cũng không biết anh đó. Đăng nhập và phần đăng nhập login như phải rồi, login rồi nhập cái email của mình. Email của mình đó, của mình lúc trước nhập vào và chiến thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Going Glory Việt Nam. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và các bạn đăng nhập vào thế là các bạn đã vào được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thấy video của mình hay và hấp dẫn thì like and subscribe và share video của mình cho mọi người biết nhé. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.